mày đang mày tới rồi nè, khách du lịch cũng đông, bữa nay thứ bảy. Hôm nay là thứ bảy ở chợ có thể gọi là chợ phiên cũng được, nhưng mà cái chợ này nó không giống cái chợ ngựa phiên kia, mấy cái chợ phiên kia. Ở đây nó bán ba cái đồ túi sách này nọ, đồ chơi nít, mấy cái hình. Đứa trẻ này mới đứa trẻ con người Mông. Thank you.
Hiện nay, trong khu vực Sapa đang xuất hiện một nhóm đối tượng gồm phụ nữ và đàn ông từ địa phương khác đến, lợi dụng số đông người và sự thiếu cảnh giác của du khách trà trộn, giả làm khách du lịch nhằm móc túi, trộm cắp tài sản của du khách. Vì vậy, chúng tôi xin khuyến cáo du khách nâng cao tinh thần cảnh. Hôm nay thứ bảy, chiều thứ bảy, chợ thì cũng chỉ nhóm họp chiều thứ bảy thôi. Chỗ nhóm họp chiều thứ bảy, chủ nhật không có. Khách của hôm nay thì khách lên cũng đông. Đứng sát vô. Chắc một chút nữa có ca nhạc hay gì. Bớt may rồi đó. Chắc có tổ chức ca nhạc. Hôm nay họ đóng cửa luôn. Đóng cửa đường này luôn. Để cho đồng bào, cho mấy người dân tộc, mấy người bà con dân tộc ra mua bán, đóng đường phố này luôn, không cho đi luôn. Nói thui rồi thấy gì đâu trời. Đóng cửa cái đường này để cho bán bà con đem đồ ra bán dọc theo đây nè. Lấy lượng. Thành phố đi bộ rồi. Bình thường thì con đường này thì xe cộ chạy được. Bữa nay thứ bảy người ta đóng cửa lại để cho bà con bán đồ. Thứ bảy có khác này nha. Thứ bảy người ta quá đông rồi. Thank you.
đội trên đầu một nọ. Bữa nay có vẻ vui hơn hôm bữa. Ngày thứ bảy người ta khách du lịch Trung Đông mà Romano Pizza đồng bào ra bán đồ cũng nhiều. Okay.